hôm nay đầu tuần đến thăm xưởng công ty Luxer. Không khí làm việc rất là sôi nổi, hăng say. Đây là câu hàn fiber nhé. Còn đây là những cái khối ở trên trần đấy. Khối này để lắp tấm B10 vào bên trong. Anh nhân viên này đang gắn led full vào trong chân chữ. Bạn này đang xếp những chi tiết ra để tính toán này hàng. Dãy các thông số này tập cực kỳ chuyên nghiệp. Và phải tập trung cao độ thì mới xếp được ra. Đây là những cái khối khác nhé. Còn đây là hai anh em đang chấn. Xa xa ngoài kia là phòng điều hành của công ty. Dưới xưởng sản xuất. Đây là hai em máy cắt fiber. Đây là hai bạn đang vận hành nó. Hai em này thì một ngày cắt ra hơn 100 tấm inox nhé. Đây là giá kệ để đèn C. Ở đây thì là kho để vật tư. Đây là hai bạn đang đóng kiện nhé. Đây là những kiện đang đóng sẵn để chuẩn bị đi. Kiện đây thì được đóng rất là chắc chắn để đi cho khách hàng nhé. Hàng của khách hàng được để vào những vị trí không bị sai lỗi thiếu trong quá trình vận chuyển và gia công. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em nha. Rất là mong sự ủng hộ và đồng hành của anh em.